lại. Vâng, kịch bản lại giống xe đấu đầu tiên thì gì, trận thi đấu đầu tiên ở xe đấu đầu tiên quân đội bạn cũng là Per Egypt. Và trận này trận đầu xe ai cũng là Per Egypt, nhưng bên này là Greg Egypt, kèo gọi là cũng gọi là cân thôi. Đây rồi, quả đầu 7 và một bầy hiêu. Vâng, theo như cái kinh nghiệm chơi lục thất của tôi thì Greg thì thường là quả đầu 7. Bầy hiêu đầu 4, 5 con. Máy máy của lô 1. Người cầm Egypt trận thiếu này. Bài nghe vẻ khung đấy. Nghe vẻ là khung khung đấy. Đôi voi dành cho lô 1. Kèo này là chưa chốt C. Nhiều khả năng là cũng xúc đến đêm. Nhà lô 1 khá khủng, siêu khủng luôn. Rồi. Bài này chắc vào nhà lô 1 phải bay. Hay là độn thổ. Chui dưới đất chui lên thì mới vào được rồi. Ui giời, không đường ra luôn. Quay trở lại với người đánh chém gan đi. Hai quả phụ. Mát máy đấy. Đối đầu với Per thì bài phải như thế này. Lại cả bãi vàng đây luôn. Thomas. Sẽ đánh 23 dân. Ăn bãi quả phía xa xa trước để phòng ăn chanh. Nhiều khả năng sẽ có ăn chanh cũng lên. Map là lại nó ảo lắm. Đây đúng thằng Quang. Lô một báo về gần 1-6 như vậy họ. 6 là Egypt, 2 Egypt đối đầu nhau cùng gặp cung và chém gặp chém trong trận này rồi. Gặp Pearl với lớp. Gunny sẽ phải làm như thế nào để khắc chế lại Pearl với lớp đây. Chúng ta còn phải chờ xem. Bài Gunny là một bài khỏe. Đã lên đời. Bây giờ Pearl chưa lên đời. À đâu, màu 6 chưa lên đời. Thằng Pearl màu 4 mới là Pearl nhầm. Hoàng Minh Nhi là người cầm Pearl. Hơi nhầm nhọt một tí. Đây rồi, Pearl có giò công giáp đi rồi.
no contact. Bomb, no contact. Các bạn có thể thấy chọc giò mà ăn được dân của số 1 thì cũng xương lắm. Phải để ý dân liên tục. Toàn dân ít máu thôi. Khá nguy hiểm. Ờ, dường như đã nhảy đời rồi, điểm số cũng tăng cao rồi. Đã chết hai dân ở đây. Như vậy Egypt chọc chéo luôn. Egypt có tê thủ luôn rồi. Hai lạc đào của Pơ đã tới. Một P và phải hai chiếc E một kín. Một chiếc E nữa. Dường như Pơ đã tạt. Rồi, Pơ tạt sang Egypt của lớp 1 rồi. Chắc gì đã có đường mà đi. 18 thôi. Rồi, sẽ vào được. Không. Chỗ đấy nó hơi à? Tưởng hở mà lại kín. Màn hình máy của lớp 1, timeline 29, siêu siêu khỏe. Nhưng bây giờ thì Pơ vẫn đang còn, trong khi đó nhỏ anh chết mất vài dân rồi. Lực anh thì vẫn thoải mái sau một lượt đều. Ui rồi. Pơ cực kỳ đông lạc đà. Và bây giờ có cung lờ của với lớp đẩy luôn. Nhưng mà sẽ rất khó để chống ở tên này. Khó. Bỏ thôi. Tỷ số là 1-0 ở set đấu thứ hai. Vẫn kịch bản như thế. Và chúng ta cùng chờ đến với trận đấu tiếp theo. Anh